cô. Gì vậy Nhân? Dạo này tự sướng hoài mà hình không đẹp nữa. Như kì dễ sợ luôn á. Hai, ba. Mr. Dump. Cái gì bạn của à? Em cũng buồn nữa. Giờ sao này buồn? Em làm cái gì nó cũng lố hết trơn. Ủa, em làm cái gì mà lố lăn, cái gì mà nó lố thì nhất? Có gì đâu, em là phiên bản của một cái nữ danh ca thế giới mà Jennifer Lubitsch. Em phiên bản nữ hả? Ừ. Anh cũng buồn nữa nè. Sao buồn anh? Thằng sao nó lạng lạng. Mình chắc mình nhỉ. Sâu phận mà hẳn heo cho vợ thân to. To cực khổ tôi eo xẹp. Nên giữ tươi nó không ở nữa mà nó theo cái ụ đầu. Là sao? Sao? Là không biết nữa. Trời ơi tôi muốn bỏ đi thật xa. Cô ơi, đi đâu? Các con muốn đi đâu mà bỏ cô? Chào cô đi các bạn. Hai, ba. Chào cô mà với một cái giọng thê thảm quá. Các con đang buồn chuyện gì? Buồn đủ thứ chuyện con. Dạ. Không biết vì sao con buồn. Hôm nay trời nhẹ lên cao. Con buồn, con buồn không biết không tại đi. Sao con vì buồn. Vì sao con buồn? Buồn quá cô ơi, không biết giờ này là sao. Con thấy là đôi khi nhìn vô gương con cũng không đến mức độ mà ghê lắm, gớm lắm. Mà tại sao mà mấy bạn trai gặp con chạy hết chứ. Thấy chưa, thấy chưa, đó là sự minh họa Jennifer Lubitsch đó. Thôi làm hơi quá, em làm hơi quá. Jennifer Lubitsch chơi cái gì? Mr. Lỗ Lăng. Còn con, buồn gì? Dạ, con làm gì cũng lố hết trơn. Rồi, cho nên buồn hả con? Cô, con dạo này con tự sướng không đẹp nữa cô. Con sống ảo không được nữa cô. Con Mr. Lỗ Lăng làm gì mà con nói con khổ. Con buồn bởi vì con vui quá nhưng con buồn. Còn cô rất là buồn bởi vì các con không có được vui. Cho nên cô nói các con một điều là cuộc đời này dù cho buồn cỡ nào đi chăng nữa chúng ta cũng phải cười giữa niềm vui và nỗi buồn. Các con phải nên chọn niềm vui đúng không? Dạ đúng rồi, phải vui. Cuộc đời có rất nhiều sự lựa chọn thì chúng ta hãy chọn niềm vui. Đó là thông điệp của ca khúc Tonight. Vui gì? Cho người ta quảng cáo. Cho quảng cáo ca khúc của tôi được không? Ca khúc mà thay 80 bộ đồ quá cô. Khúc gì mà thay đồ. Bây giờ vậy nè. Dạ. Cô muốn các con vui nha. Yêu đời, yêu người. Dạ. Yêu cả nụ cười của mình và cả nụ cười của các bạn xung quanh. Bằng con hát bản cho vui đi con. Hát bản cho vui. Dạ vui mà cái bản con muốn hát chắc là nó cũng hơi vui thôi ạ. Dạ, con xin hát nhạc có DJ nhờ đó. Mọi người phụ họa nha. Nha. Hôm bữa có coi á, hát một bài nhảy sexy khủng khiếp luôn. Hôm nay hát một bài để cho mọi người nhảy sexy nè. Dạ, bây giờ hôm nay con hát bài của anh Đức Chí, bài Giận Anh ạ. Rồi, hôm nay giận anh vui quá trời luôn. Tại vì không có ai gần con hết nên con giận chơi vậy đó. Nghe cái từ đó nghe em biết rồi. Nhảy sexy vậy hả? Giờ đến hai người. Giận anh vì sao bỗng dưng trời lại mưa. Giận anh vì sao không tin nhắn. Giận anh cứ mơ kiếm cà phê là cả xuống người. Giận anh vì sao biết không nhắn. Giận anh vì sao bỗng dưng cô lại đông. Giận anh vì sao em giận anh. Vì yêu quá vẫn muốn giữ lấy anh mà thôi cho riêng. Đi ra. Vì đêm quá yêu. Bài hát của băng đây rất là nhiều Mỹ Nam. Gì vậy con? Mỹ dạ. Dạ con minh họa hơi sâu một tí. Dạ. Hãy cười đi các con. Các con luôn cười thì các con sẽ đón nhận được nhiều hơn. Xin phép để cho anh Di cười một cái nụ cười rất đậm. Nhất, hai, ba.
Normal. Tôi thấy không? Các con cười là nó xua tan hết bao nỗi buồn phiền tất cả các thứ, thấy không? Thôi thì ngày hôm nay cũng vì các con buồn như thế, cô sẽ cho các con chơi một cái game. Cái game này cũng liên quan đến My à. Nói chuyện riêng không con? Thiệt. Con á. Hôm nay là cũng vì các con buồn, cô cho các con chơi một cái game. Cái game này cũng liên quan đến âm nhạc. Âm nhạc. Âm nhạc. Âm nhạc. Con lên đi. Anh trước rồi. Lên kìa. Con buồn vậy. Lên kìa Nhân. Con thấy anh con... có diễn cái nào nó cũng tờ đơn. Anh đâu có biết diễn đâu. Rồi lên đi con. Anh đánh phấn dày quá nó cứng cơ mặt hơn. Thôi gãy gì vậy? Bạn Nhân buồn. Gãy gì anh? Cỡ nào cũng chậm rồi. Ông phấn dày được như mình. Nhân lên, mở lên đi. Chỉ gì? Khúc lá. Trời ơi, ca sĩ mà trời, là gì kỳ? Ủa, bé ca sĩ không? Ủa, bé ca sĩ không? Ủa, bé ca sĩ không? Bé ca sĩ không? Để im để người ta nghĩ coi. Giống rồi thôi, hết giờ. Khó. Bỏ qua đi cô. Khó, bỏ qua đi cô. À rồi tiếp theo đi, lên đây mở mở hết các từ khóa này mới mới biết được bài này là gì. Từ khúc hát không ra, không nhớ bài nào luôn á. Không, đúng rồi, không nhớ được. Đây chữ nhỏ nhất nha. Tôi. Tôi. Bên đây này. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Tiếp. Còn cô nhớ hôm nay cô bị mất tập trung đó. Cô tập trung vào ai vậy? Cô nhớ ai vậy? Yêu đời. Cái tiếng hát trong ta. Không vô. Ai 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 ai. Cô chưa có đếm mà để anh yêu à. Ngày này ngày có phố mắt nghe thơ trong nhộn nhớ. Ôi cuộc đời như ngàn lý thơ. Đẹp như đôi hoa hồng sớm mơ. Yêu đời và mẹ ơi cuộc đời. Cái gì nữa? Cô chưa có đếm mà. Rồi coi như các con bên đây là trả lời hai lần không được đúng không? Rồi, kỳ này rất là bị cô quánh quá à. Không hát được bài gì luôn á. Đúng rồi, không hát được một bài nào luôn. Bài Quên. Quên cách yêu. Nói sao? Từ bao lâu không thấy nhau em đã không thấy yêu thương một ai. Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đằng đìa trên gối. Từ khi anh bước xa đi em không muốn nhớ mà không muốn nhớ không thì đừng quên. Mà sao trong tim em vẫn đâu đây thôi. Để quên đây em đã khó quên hai năm tháng bên anh buồn vui. Đó. Tưởng hả? Cô đồ bên kia cho nhà sớm nhiều quá cô. Cho nhà bích hụ sớm lại. Con lên đây. Còn một chữ nữa. Hả bọn? Nhà bích hụ mới giống như nhà sớm hả? Mẹ bốc chúng bài hả bằng nhẹ đi. Bắt chúng nhặt mây trắng thôi. Con tim. Vì sợ rằng con tim này anh đã cho trao bóng hình ảnh. Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Trời ơi, có câu thôi. Không được. Cô và cô anh luôn hạnh phúc cô. Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Và con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã lâu cho tôi ngày mai. Tình yêu chiều anh xa vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Ngày mai con tim đã vui trở lại hả? Rồi, các con biết cái từ khóa này là từ gì không? Tôi quên khúc hát yêu đời con tim. Đâu, khúc hát tôi yêu đời quên con tim. Thôi nghe nhạc đi các con. Khó quá. Đâu phải là dễ. Khó đâu quá bỏ đi. Nghe nghe quen nè. Nghe không? Chứ cô không biết rồi đó. À biết rồi, bài này trong thế giới V-pop hồi xưa. Không hát chim trời hả? Để quên đi bao tháng ngày. Nhạc trên cho tôi. Chẳng không được gì. Nhạc trên cho tôi không? Nhạc trên cho tôi. Cho bạn cho tôi. Nhạc trên cho tôi. Quen bài này thôi. Mắt cười tươi. Đắc ý đồng đội lần này
vì cô không cho các con nói ra tiếng mà cũng không cho các con những cái hành động hay những cử chỉ để mà các con đoán được, mà là khẩu hình miệng các con thôi. Ví dụ chữ O, các con nói sao cái thành để bạn đoán được đó là chữ O. Chữ U, đoán là thành chữ U. Hiểu chưa? Rồi con lên đây, đoạn này lên trước đi. Sao rồi con lại lên trước nha. Rồi con cầm cho bạn. Bạn có gì sẽ là người làm chữ, con sẽ là người đoán chữ. Rồi, 1 phút 30 giây. Bắt đầu quẩy lên nào các con, lửa lên nào. Không ra tiếng. Y. Trời ơi, cậu hình cho này dễ thương. Is, is, s, i, s, s, d. Không có được. Không có nào. Qua tiếng không? Gian rồi. Khi nào mà? Không được. Bờ. Ồ, gian thôi gì? Tê phở. Bờ này đúng rồi. Tê. Is. E. E. Dở quá. Các con rất là thông minh. Không có chuyện gì mà quá lời con hết trơn. Ủa chữ khó lắm nè. Cô đồ anh đó giỏi quá cô. Đó mà con phải làm sao giỏi bằng bạn. Nhưng mà đồ tụi con giỏi hơn. Chứ nói hết câu mà. Không có được thua. Chuẩn bị. Các con phải thắng được bạn nha, không được thua nha. Bắt đầu. Bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi đó. B. Yeah. C. B. Yeah. Y. Y. Y gì? Y. Y dài. T. Ngon, khám hay quá cô. Gì vậy trời? Cái rổ. R. G. K. Hiểu ý nhau. Một trò chơi nữa cô nghĩ là các con sẽ thích lắm đây. Trò chơi này có tên gọi là sợi dây thần kỳ. Sợi dây thần kỳ. Tại sao gọi là sợi dây thần kỳ? Tại sao cô? Tại sao vậy? Why? Hi, đây là sợi dây thần kỳ có cột thêm cái bánh. Và các con phải dùng cái sợi dây thần kỳ này ngậm vào miệng, mà các con phải rút làm cách nào cô không biết, phải ăn được cái bánh này cho cô. Wow. Đội nào hy sinh lên hay là không có ngọt cũng phải lên thôi. Đội kia ngọt hơn kìa cô. Nghe nghĩ gì cô chọn ở đây, lên đây. Hỏi ông sùm đi, lên đây. Thắng thua là tôi quyết định. Ba người. Lần lượt đi. Thôi chơi lần mới vui. 1 phút 30 giây bắt đầu. Cô bạn My bạn làm gì khổ rồi cô. Rồi xong luôn rồi cô. My ơi cố lên con sắp được đâu. My nó giỏi, My thông minh quá. Từ được rồi nè, thấy không? Thấy không? Thấy My chơi nó lần lượt, nó lần cái bánh lên. Hồi nuốt còn chỉ chứ nó không nuốt cái bánh. Tại vì con chỉ nó rớt trong rồi. Mặt My nó đỏ hết rồi kìa con. Ừ. Thua rồi. Rồi Duy, từ từ lên nữa, nó vậy lên hất lên cái đầu vậy con. Trời ơi, con nó lên máu rồi. Lộn cho con, từ từ nó xuống rồi đó. My nó đỏ lè luôn rồi kìa. My ơi. Ủa, đi khách. My ơi. Tao cũng chỉ đỏ lét rồi. Kìa. Không à. Duy giỏi kìa, Duy từ từ ăn được rồi kìa. My con từ từ, con chậm lên My đó, từ từ. My được rồi nè, My sắp được rồi nè, giỏi quá. Mấy rồi hãy lấy cận cho mấy thôi, từ từ cái chừng. Cố lên. Sát được rồi, cố lên. Thương lên mặt. Đúng rồi. Từ từ, chuyển mặt rồi. Thương lên. Ôi trời, chân vừa chụp.
Google cho lòng. Quá mẹ mẹ lỡ lỡ. Ok chưa chưa chủ. Cho lấy cái cầm đi con rồi. Con lên từ cái cầm thôi. Em cười bị nhức đầu. Trời ơi, khó rồi. Tự làm khó mình. Nó hù cả rồi mình ơi. Bỏ đi. Tại sao ở đó nó có cái chỗ để? Dạ. Có con hay quá, giỏi á. Từ từ, từ đó giỏi. Hay quá. Cái gì vậy? Nằm xuống luôn rồi. Em vỗ luôn. Trời ơi hay quá. Yeah, Michael. Nhà nãy con làm vậy là được rồi. Chuẩn bị tinh thần, các con hãy cố gắng lên. Bắt đầu. Mang cái gì vậy khách? Nó nằm luôn. Hồi nãy các bạn làm rồi, các con có kinh nghiệm rồi đó. Các con làm sao là các con tốt hơn đúng không? Đúng rồi đó, nhân lần vô, kéo vô kéo vô lấy cái lưỡi kéo vô. Ăn gian quá, nhân ăn gian. Được mà con không được. Giỏi quá, Khánh đang được rồi, làm cái bánh rồi, xuất sắc. Rồi ăn bằng xuất sắc rồi cô, hãy bằng xuất sắc rồi cô. Ủa ăn bằng mắt con ơi, ăn bằng mũi, không ăn bằng miệng. Không, để nó xuống lại nha. Trời ơi, ăn bằng cái trán luôn. Nút để cho nó lên. Cái mặt về nó không nổi 8 cục mụn với tụi con. Dạ. Trời. Thôi nghỉ đi. Rớt rồi. Ơi, cái gì mà vô vậy? Hai đội các con huyền nhau. Huyền nhau. Thế thắng rồi. Bên đây con ăn được. Thấy chưa, chị nói làm được mà. À, Duy ăn được. Duy ăn được. Huyền nhau. Thì bây giờ hình phạt như thế nào, hơi nhau mà bây giờ quánh xì đi, ai thua lên đây nữ quánh cái này cho cô. Dạ quánh luôn xì đi, có lên một quánh thua thua hai ba ba ra sao mà còn thua nữa cô. Cô ơi, trước khi lấy á cảnh cô nói em là đắt kẹo nha chị. Hiểu ý mà. Ờ đúng rồi, sao đâu mình ở đây, mình ở đây. Quay nha, em quay nha. Ủa thua hả cô? Mình kia thua, bên đó bị phạt, cái này là phải công bằng. Ơ người ơ mày chết. Rồi người mẫu đẹp, đẹp đẹp cái này đẹp để quay lên. Là làm gì vậy con? Đây cái hình phạt này cô sẽ ra cái tiêu đề. Có tiêu đề nữa con. Tăng 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 thằng. Mày chết. Các con phải đứng cái dáng y như vậy. Thí dụ là vậy cho là y. Có đồng phục không con? Phải có cái bộ đồ đó mới đúng. Phải có bộ đồ. Rồi này tấm thứ nhất. Tụi con đó con. Con đó, các con thua mà. Đứng giữa đi mi. Nhìn kỳ quá. Và các con nên nhớ. Để cô đếm hả lên nha. Mỗi tấm nhìn 5 quỷ này giữ 5 giây nha. Đây là thế nhất nghiêm chỉnh. Các con nên nhớ, mỗi tấm giữ 5 giây. Bắt đầu. Ôi nhìn thấy thốn rồi đó. Giống không các con? Ôi chết chừng như ba lắc kìa. Giống chưa? Hơi giống à. Tại vì giống rồi, giờ giống rồi tại vì không có bộ đồ. Không có được đồ. Rồi. Tấm thứ hai. Khoan, chân kì trước gặp chân trái lên rồi chân trái rồi tay phải nè. Hai ba hai ba, ba người cùng lúc hai ba hai, rồi giữ 10 giây. Cái môi, cái môi phải chu. Hay quá, thân lì đứng rồi. Trời ơi, tấm thứ ba, tấm này là bị kẹo giò nè. 1 2 3. Cô ơi, cái tấm này hình như là bị đau sốc hông không cô? Cái bộ miên nó không có đều cô. Làm đúng cái độ đau. Tấm thứ tư. Tấm này dễ thương. 1 2 3. Dán tròn đẹp nhất. Nhìn dán tròn đẹp nhất đúng không? Ok, cảm ơn các con. Đi học hôm nay các con thấy vui không nào?
Dạ vui. Cô muốn là dù ở trong hoàn cảnh nào các con nên vui nha, đừng có nên buồn. Còn không thì hãy alo cho cô. Cô sẽ đem đến niềm vui cho các con. Chào tạm biệt các con, hẹn gặp lại lần sau. Và chào quý vị. Tự nhiên đâu ra con này vậy? Hôm nay tụi em không đi xe đạp. Tụi em nè, đi học mà. Mặc quần da beo là hiểu rồi. Tìm mọi cách để mà nâng cái lớp mình lên, giống như là quần áo cho các con là cũng mới nè. Bàn học cũng mới nè, mới đây là mới nè, mới dán lại thôi nè. Mặc 4 bữa rồi không có nhập. Rồi các con cũng hứa với cô là đi học đều nha, đặc biệt là My. Cô không muốn con đi học nữa.